Một chiếc tủ lạnh đầy áp rau củ bên cạnh những phần gạo, nhu yếu phẩm được đặt trước nhà số 100. Đường Ung Văn Khiêm từ 15 giờ 30 phút mỗi ngày để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong đợt dịch Covid-19. Những ngày cuối tháng 6 năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh bước vào tuần đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 10 của Ủy ban Nhân dân thành phố để phòng chống dịch Covid-19. Bên cạnh những hoạt động như siêu thị không đồng, phần cơm trưa miễn phí, một chiếc tủ lạnh chứa đầy rau củ tươi sống giữa lòng thành phố khiến nhiều người xúc động. Tấm biển với dòng chữ "Tủ lạnh cộng đồng", miễn phí trứng, rau củ quả 24/24. Ai cần tự nhiên lấy, ai dư xin mời ủng hộ được đặt trước số nhà 100. Ung Văn Khiêm chiều 23 tháng 6 đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Theo ghi nhận của chúng tôi, bên cạnh những phần rau củ như bí đỏ, bầu, dưa leo, đậu ve, bắp cải trắng, trứng gà chất đầy tủ lạnh, còn có hàng trăm phần gạo, nhu yếu phẩm được bố trí sẵn để hỗ trợ người khó khăn. Anh Nguyễn Tuấn Khởi, chủ nhân chiếc tủ lạnh cho biết mô hình này đã xuất hiện ở Mỹ, Pháp từ lâu nhằm giúp tránh lãng phí lương thực và người dân có thể trao đổi thực phẩm với nhau. Tại Việt Nam, anh Khởi cũng đã triển khai mô hình này từ đợt dịch năm 2020, đến nay lại tiếp tục để giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vào chiều 23 tháng 6, chiếc tủ lạnh cộng đồng gặp khó khăn khi lượng người tới nhận quà khá đông. Anh Khởi không thể quán xuyến hết việc phân phát, hỗ trợ cho những người đến tủ lạnh nhận quà dẫn tới tình trạng hơi mất trật tự. Sau khi nhờ lực lượng hỗ trợ từ chính quyền địa phương, người dân đã tuân thủ xếp hàng, giãn cách theo quy định để có thể nhận những phần gạo, rau củ từ chiếc tủ lạnh cộng đồng cũng như những phần quà được bố trí sẵn. Theo những người quản lý của nhóm cho biết, nếu mọi người đến nhận có ý thức hơn, trật tự xếp hàng thì việc làm này sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều. Ngoài mô hình tủ lạnh cộng đồng, nhóm anh Khởi còn đang duy trì 4 bếp ăn đòn lửa theo chương trình bếp yêu thương để thường xuyên phục vụ các khu vực phong tỏa, cách ly với khoảng 10.000 suất ăn mỗi ngày. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhé. Mấy bạn nhớ